Vừa qua tại Hà Nội, trưởng đoàn quan chức cấp cao năng lượng Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao năng lượng ASEAN lần thứ 38 SOM 38. Tham dự hội nghị có trưởng đoàn các nước ASEAN, đại diện ban thư ký ASEAN, các tổ chức năng lượng quốc tế và các nước đối tác. Hội nghị lần này tập trung xem xét kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động ASEAN về năng lượng APAEC 2016-2025 giai đoạn 1 2016-2020, hợp tác với đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế, cập nhật các vấn đề ưu tiên năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng ASEAN và các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 và hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 với các nội dung như triển khai các nội dung công việc trong khuôn khổ hợp tác ASEAN trong các mạng lưới và cơ quan chuyên ngành triển khai 8 ưu tiên hợp tác năng lượng ASEAN năm 2020, hội nghị Som ASEAN 38 lần này nằm trong chuỗi các hội nghị quan chức cấp cao và kết quả được báo cáo lên cấp bộ trưởng tại hội nghị các bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 38 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2020.